Hello everyone, Nga xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Hôm nay cả nhà mình khỏe không? Thứ hai đầu tuần rồi. Chúc cho tất cả anh chị em mình có một tuần mới tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm vui, tràn đầy nhiều sức khỏe và may mắn nhé. Ok, rồi bắt đầu chúng ta vào những món nữ trang cho nó vui một cái tuần mới nha. Ok. Hôm nay Nga đem lên đây những cái vỏ mà Nga đã design ra và Nga đã làm lên thành cái vỏ rồi. Và Nga muốn đem lên đây để giới thiệu đến các bạn mình. Các bạn nào có nhu cầu muốn làm những cái vỏ như mình thích thì mình có thể design ra những kiểu mình thích nhé. Cái này Nga đã design ra một cái kiểu mới. Và xung quanh đây là mình gắn 2.5 ly. Và ở trên cái vòng này á, là mình gắn 3.5 ly nha các anh chị em. Và cái center là cái hộp chính giữa là mình nhận được từ 1 carat đến 1.5 carat. Và khi Nga muốn mang đến đây giới thiệu cho các bạn mình, đây là vàng 18 màu trắng. Và thì nếu mà Nga làm lên đầy đủ hộp xoàn luôn hết tất cả thì hộp VVS nha các bạn, 3.5 ly ở cái vòng trên và 2.5 ly hai bên thì Nga làm VVS, hộp rất là trắng, rất đẹp nha các bạn. Thì tổng cộng Nga làm lên là 1.954 đồng, 1.954 đồng nha các bạn, 1.954 đồng. Và rất là đẹp các bạn. Nếu Nga làm thành lên rồi nó rất đẹp thì Nga mang lên đây để giới thiệu cho anh chị em mình biết thôi. Thì maybe cái show kế tiếp thì Nga sẽ làm hoàn thành chiếc nhẫn này, cái vỏ này nhá. Rồi thì Nga có làm màu trắng và màu vàng. Và các bạn thấy không, nó rôm lên lắm luôn, 3.5 ly dòng trong đây nha anh chị em mình. Và rồi mình nhận cái hộp center của mình lên 1 carat thì khoảng 6 ly tới 7 ly nha. 6 ly tới 7 ly được nha các bạn. Và rất đẹp. Nga có làm xong rồi nhưng mà Nga chưa có mang lên đây được, tại vì thợ hôm nay nghỉ cho nên Nga không có đem lên được. Hôm nay Nga mới đem lên cái vỏ này cho anh chị em mình xem thôi. Cái show lần sau Nga sẽ mang lên cho các bạn mình thấy nó hoàn hảo thành một chiếc vỏ luôn nhé. Rồi thì và tiếp theo là Nga có một cái vỏ này nữa. Cái vỏ này cũng rất là đẹp. Cái này, vỏ này là vàng 18 luôn, màu vàng 18. Và Nga nhận xung quanh là 3 ly. Hộp rất đẹp, rất đẹp. Hộp VVS luôn á anh chị em. Và hai bên cũng 2 ly. Và chung á, là vàng 18 ha, 5.4 gram vàng 18. Thì cái vòng ở trên, cái vòng ở trong là 3 ly. Và hai cái đường diện, hai cái đường hai bên này á, là 2 ly. Và VVS luôn. Nga để cái giá này, cái vỏ này á là 1.500, 1.500 đô, 1.500 đô nha anh chị em. Hộp rất là trắng, rất là đẹp luôn anh chị em. Mình nhận được 1 carat đến 1.5 carat á. We see. Mình nhận được 6 ly cho đến 7 ly được nha anh chị em. Cái vỏ này mình nhận từ 6 ly tới 7.5 ly được. Mình sẽ 6 ly tới 7 ly thôi. 6 ly tới 7 ly cho cái vỏ này nha anh chị em. Nga để cái giá rất là đặc biệt luôn, hộp rất là trắng, rất là sạch, rất là đẹp. VVS. Rồi, Nga qua món kế tiếp. Kế tiếp Nga có một cái morganite. Morganite look like giống như là hộp hộp xoàn màu á các bạn, nhưng mà là morganite. Morganite nó ở cái giá là 100. Nga nhớ không? Let me check. About $85
for the wholesale price carat for per carat $85 for per carat for morganite. Yeah. Thì cái morganite á các bạn rất là đẹp, nhìn rất là như là hộp xoàn như đó các bạn. Cái cut của nó làm cũng rất đẹp luôn. Thì cái hộp này là gần 4 carat. Yeah. Và cái vỏ này là vỏ vàng 14 và nặng cái vỏ này là tổng cộng bốn chấm chín mươi mốt gram vàng 14. Yeah, rất là đẹp. Còn cái hộp morganite thì là 4 carat. Yeah, thì tổng cộng chiếc nhẫn này á nghe để cho giá cho rất là đặc biệt cho anh chị em mình nhé, là tổng cộng là 601 đồng. 601 đồng. rất là đẹp mấy anh chị em, dễ thương lắm. Mình đeo lên nó chiếu như là hộp xoàn màu giống như là màu sông pen vậy đó. Morganite thì các bạn biết rồi, anh chị mình biết rồi, là cái màu như là sông pen vậy đó. Đẹp lắm. Để cái giá rất là đặc biệt cho anh chị em mình nhé, là tổng cộng là 601 đồng. Yeah. Ok. Rồi. Các bạn anh chị em mình có nhu cầu gì hay là có cần câu hỏi gì thì gọi phone cho Nga nhé. Số phone của Nga là 714-599-4278. Tiệm của Nga trên lầu Phước Lộc Thọ. Cửa sau mình đi lên, cầu thang máy đi lên nằm bên trái. Cái booth là 48B. Nancy Jewelry. Thank you. Thank you cả nhà mình rất nhiều nha. Yeah. Rồi rất đẹp. Rất đẹp, cái vỏ rất là chắc chắn luôn anh chị em. Vỏ rất đẹp, rất dày. Ok. Rồi. Nga có một cái món kế tiếp, đó là cái đôi bông. Đôi bông này là một carat cho một bên morganite. Để Nga xem, có thể là Nga sẽ cân lên cái cân nặng của nó, tại vì cái vỏ là vàng 18. Nga quên lấy ra cân. Chờ một chút xíu nhé. Hôm nay đầu tuần rồi, cả nhà mình chắc là đi làm và Nga hy vọng là có một ngày không có bị stress. Ok. Mọi việc đều tốt lành nha anh chị em mình. Mình luôn là mong như thế, mỗi ngày đều được tốt lành. Ok, let me see. Nga coi Nga cần cái đôi bông này, cái vỏ này vàng 18 nha các bạn. 230 gram. Bữa nay vàng lên chút đỉnh rồi. Cái vỏ rồi cộng thêm tiền công rồi. Rồi một cái hộp một carat morganite. Một carat morganite cho mỗi một bên. Thì một carat Nga sẽ tính cho các bạn là 95 đồng cho một carat. Thì cái đôi bông này là 108 nhá. Cái cặp morganite này Nga tính 108. Và 108 mình cộng với cái vỏ vàng nữa. 108. Đôi bông này 350 đô. Đôi bông này 350 đô nha các bạn. Đây là vàng 18 và morganite. Một carat cho một bên thì là 6 ly. Tại vì hộp morganite hơi dày thì 6 ly cho mỗi một bên đó các bạn. Ok. Rồi rất đẹp các bạn ơi. Chiếu lắm luôn. Rất là đẹp, các bạn thấy không? Rất là chiếu lanh lắm luôn. Đẹp lắm các bạn. Đôi bông này rất rẻ luôn, là để cho rất rẻ, vàng 18 nha các bạn. Rồi. Để Nga qua xem Nga còn cái nào nữa không. Nga có một cái hộp Nga còn một cái hộp này lâu lắm rồi của Nga. Nhưng mà khi xưa Nga làm, chỉ là làm cái gì đó, Nga làm cái pendant
chỉ có 4 chậu thôi, nhưng mà hôm nay Nga gỡ cái giỏ ra rồi, Nga để cái hộp rời cũng lâu rồi mà Nga để tới giờ Nga mới lấy ra. Thì cái hộp này á, là các bạn, cái hộp này á, nó là nước chi, nó ở 4 ly 7 4 ly 8, yeah, và chi, nước chi SI2 and police good and for good and none, okay, fluorescent none, 4 ly 7 4 ly 8, dạ 4 ly 7 cho đến 4 ly 8, dạ GAA, dạ. Thì cái hộp này á, Nga để cho các bạn với cái giá, hộp nó nhìn trắng lắm, nước chi là các bạn biết GAA nước chi là trắng lắm, dạ. Nhưng mà Nga không biết là mình để lên đây mình nhìn không thấy nhìn rõ không nữa. chưa mang hộp xoàn lên lẻ lên bán cho nên là không có biết mình cầm lên nó có bị rớt không nữa. Dạ, nó trắng lắm các bạn. Dạ, hộp nước chi. Nhưng mà nó là SI ha, SI. Dạ. Nó trắng lắm luôn. Đó. Thì nó có giấy GA nha các bạn. Và để coi cái GA này, nó là SI2. Yeah, SI2 mà nước chi cũng đẹp lắm, 4 ly 7, 4 ly 8. 4 ly 7, 4 ly 8. Thì Nga để cái giá là 850 đô nha các bạn. 850 đô. Rất là rẻ luôn, 850 đô. Nếu các bạn nào nếu mà thích thì gọi phone cho Nga nhé. Số phone của Nga là 714-599-4278 nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Rồi, hôm nay Nga có một cái oops, what happened? Mình làm rớt cái đít bông. It's okay. Nga có một cái ruby. Yeah, một cái nhẫn ruby và cái mặt dây chuyền ruby. Và cái mặt dây chuyền ruby này á, là cái hộp nặng rất là cái ruby nặng 5 carat mấy. Dạ, 5 carat mấy. Và nói chung là Nga để chung cho các bạn một cái pendant ruby này. Nó có sợi dây include sợi dây luôn nha các bạn. Sợi dây đó nó nhuyễn lắm, sợi dây nó nhuyễn lắm, nhưng mà Nga lấy cái dây khác nó to hơn, Nga treo lên. Nhưng nó có một cái sợi dây nữa vàng 14 nha các bạn. Cái mặt pendant ruby này vàng 14 nó có một có sợi dây đeo luôn, mà sợi dây nó nhuyễn nhỏ hơn dây này nhé. Dạ, thì Nga để cho các bạn với cái giá là 595 đồng nhé. Cái mặt ruby này Nga để cho 595 đồng, rất đẹp các bạn. Vàng 14 và hộp xoàn xung quanh là gần nửa carat hộp xoàn nha các bạn. Rồi, rất là đẹp, cái mặt sau cũng đẹp lắm luôn. Yeah, cái mặt sau cũng đẹp lắm luôn. Yeah, để cho các bạn với cái giá là 595 đồng nha, 595 đồng. Yeah, 595 đồng thôi. Yeah. Rồi, Nga free shipping cho các bạn nhé. Rồi, ok. Còn chiếc nhẫn thì cái giá chiếc nhẫn nó nhiều hơn, tại vì hộp xoàn nó lớn hơn á các bạn. Và chiếc nhẫn này thì giá là 900 nha. Và ruby luôn. Và hộp xoàn của nó 2 ly xung quanh á các bạn. Và chiếc nhẫn này thì là 900. Còn cái mặt này là Nga để 595 đồng, có cộng dây đeo, cộng dây nhỏ nhé. Và vàng 14. Rồi, hôm nay Nga chỉ có bao nhiêu đó giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay. Và còn nhiều món khác nữa nhưng Nga sẽ không muốn nói nhiều, hơi lâu. Ok, Nga cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Nếu các anh chị em mình có cần thì gọi phone cho Nga nhé. Số phone của Nga là 714-599-4278. Nga cảm ơn các bạn rất nhiều. Nga xin chúc cho anh chị em mình có một ngày mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Nga xin chào, bye bye.